Xin chào chị ạ. Chủ đề hôm nay là tuổi nào nên sinh con năm 2022 nhâm dần mệnh kim và dành cho thế hệ 9X, tức là sinh năm 1990, 91, 92, 93, 94 cho tới 1999. Thì ở đây tôi có 3 cột. Thứ nhất, cột năm sinh, cột mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, thậm chí là cả anh em nếu có. Và cột cuối cùng là kết luận tốt xấu và nên sinh hay không. Thì cột năm sinh là gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần năm sinh này, phần thứ hai là tuổi can chi này, phần thứ ba là âm ngũ hành. Còn mối quan hệ thì tôi sẽ xét là ở đây là quan hệ thiên can địa chi và ngũ hành, và cuối cùng là ra một cái kết luận là chúng ta nên sinh hay không. Thì về cơ bản là nếu mà chọn được năm sinh thì nó rất là tốt anh chị ạ, nó sẽ tránh được những cái sự xung khắc, làm cho con cái nó dễ nuôi hơn, nó khỏe mạnh hơn, nó tránh được ốm đau bệnh tật, cha mẹ thì làm ăn thuận lợi hơn. Và hơn thế nữa thì những gia đình nào mà có những cái mối quan hệ về xung khắc về mặt ngũ hành, ví dụ thổ khắc thủy thì anh chị có thể cho kim vào, hỏa mộc khắc thổ thì anh chị có thể cho hỏa, thổ khắc kim khắc mộc thì anh chị có thể cho thủy, tương ứng đại loại nó như vậy. Chúng ta cho một cái ngũ hành vào để nó làm cái tương sinh liên hoàn. Ví dụ như năm 2022 nhâm dần mệnh kim thì những anh chị nào mà gia đình đang có ngũ hành thổ và thủy, tức là bố mẹ hoặc là con cái đầu ấy, mà có xuất hiện thổ thủy thì nên cho kim vào, nhưng mà tránh cho tôi những quan hệ địa chi xung khắc nhé. Cái thứ hai là nói chung là có con cái cũng tốt rồi, nhưng mà nếu mà có cơ hội lựa chọn thì anh chị cứ lựa chọn. Thì lựa chọn như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị ngay bây giờ. Xin ví dụ như sinh năm 1990, canh ngọ, ngũ hành là thổ, thì ở đây xét mối quan hệ giữa năm sinh 1990 và 2022 thì ta thấy là địa chi tam hợp này, ngũ hành là thổ kim tương sinh này, như vậy rất tốt cho người con. Thì anh chị có thể sinh 1990, sinh năm con năm dần rất là tốt. Nhưng mà nếu mà có một người là tuổi thân ở trong gia đình thì cũng không nên sinh con. Tức là trong cái bảng này, nếu mà gia đình anh chị mà có một người tuổi thân ấy, thì cũng hạn chế không nên sinh. Hạn chế nhé. Tiếp theo 1991 Tân Mùi ngũ hành là thổ, thì dần lại là quý nhân của người tuổi tân. Tiếp theo ngũ hành tương sinh thì đây cũng là một cái điểm tốt. Thì tuổi Tân Mùi năm dần cũng nên sinh con. 1992 nhâm thân thì là địa chi xung khắc rồi, mặc dù là thiên can là cùng là nhâm này, ngũ hành là tỷ hòa, nhưng mà địa chi xung khắc thì đây cũng là một cái tiêu chí rất là kỵ ở trong việc chọn năm sinh con, chọn đối tác bạn bè hoặc là chọn bạn đời vân vân, đều là kỵ hết. Tiếp theo 1993 Quý Dậu mạng kim thì ở đây là ngũ hành tỷ hòa, thì cái mối quan hệ nó chưa được nhiều lắm, thì tùy anh chị thôi. Nếu mà anh chị chưa có nhu cầu thì có thể dừng lại, còn nếu mà có nhu cầu thì vẫn có thể sinh. Ở đây nó là một trường hợp khá. 1994 Giáp Tuất là mạng hỏa, thì ở đây là dần tuất là tam hợp. Cái thứ hai là tuổi giáp thì lấy lộc tại dần, thành ra là cái mối quan hệ này sẽ là tốt cho người bố nhiều hơn, người bố hoặc người mẹ. Và thiên can ở đây là nhâm với dần là tương sinh, thành ra đây cũng là một cái mối quan hệ rất là tốt. Thế nên là 1994 có thể sinh con năm 2022. Tiếp theo thì 1995 Ất Hợi, thì ta thấy là dần hợi là nhị hợp này, nhâm là tuổi hợi thì là thần tài của người tuổi nhâm, thì thiên can lại được tương sinh, thành ra là cái mối quan hệ này cũng rất là tốt. Thành ra 1994, 1995 sinh con năm 2022 rất là cát lành. Tức là trên cơ sở là anh chị có thể chọn được đấy nhá. Hoặc là ví dụ là lâu lâu rồi anh chị cách đây 4-5 năm anh chị sinh một đứa con thì tiếp theo anh chị có thể sinh. Còn ví dụ vừa mới năm 2020, 2021 thì có khi là cũng đang còn phải chăm con bé thì có khi cũng chưa ấy được, thì chưa chọn được. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì anh chị vẫn nên, hai cái tuổi này rất là hay, nên sinh con năm 2022. Tiếp theo 1996 Bính Tý mạng thủy thì đây là tuổi Thân Tý Tỵ thì lấy thiên mã tại dần, thì được ngũ hành tương sinh là kim sinh thủy, thì thành ra cũng rất là cát lợi. Có thể 1997 Đinh Sửu mạng thủy thì được ngũ hành tương sinh thôi, à thêm thiên can hợp, được hai cái đấy. Ở đây là thiên can hợp thì về cơ bản là cũng tốt. Như vậy là 1997 là cũng có thể sinh con năm 2022. Còn 1998 là Mậu Dần, ở đây là có hai tuổi dần trùng nhau và ngũ hành là thổ kim tương sinh, nhiều mối quan hệ nó không được nặng cho lắm, thành ra là tùy anh chị nhé.
1999 Kỷ Mão Thổ thì đây là tuổi Quý Nhân của tuổi Nhâm Dần, và ngũ hành thì Thổ Kim tương sinh thì mối quan hệ này rất là tốt. Như vậy là anh chị 1999 có thể sinh con năm 2022. Thì trên đây là bài chia sẻ cũng khá là ngắn gọn dành cho thế hệ 9X sinh con năm 2022 nên hay không, một vài chia sẻ gửi tới anh chị như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.